Ông Putin, Nga có thể áp dụng khái niệm tấn công phủ đầu giống Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nước này có thể áp dụng khái niệm tấn công phủ đầu giống Mỹ, khẳng định Moscow có vũ khí để thực hiện điều này. Chúng tôi đang cân nhắc về việc này. Họ, Mỹ không ngần ngại khi công khai nói về điều đó. Chiến thuật tấn công phủ đầu trong những năm qua, Tổng thống Putin ngày 9 tháng 12 phát biểu tại một sự kiện tại Kyrgyzstan khi đề cập tới cách đảm bảo an ninh, bao gồm cả chiến thuật tấn công phủ đầu để giải trừ vũ khí đối thủ. Trong nhiều năm, Điện Kremlin đã bày tỏ lo ngại về những nỗ lực của Mỹ nhằm nâng cao năng lực tấn công toàn cầu nhanh chóng thông thường. Năng lực này sẽ cho phép Mỹ tập kích các mục tiêu chiến lược của đối thủ bằng vũ khí thông thường dẫn đường chính xác ở bất cứ đâu trên thế giới trong vòng 1 giờ. Nói về một cuộc tấn công giải trừ vũ khí, có lẽ Nga nên suy nghĩ về việc áp dụng các ý tưởng do Mỹ phát triển để đảm bảo an ninh, ông Putin nói. Lưu ý rằng một cuộc tấn công phủ đầu như vậy sẽ nhằm vào cơ sở chỉ huy của đối thủ. Ông Putin tuyên bố rằng Nga đã đưa vào hoạt động vũ khí siêu vượt âm có khả năng thực hiện một cuộc tấn công như vậy, trong khi Mỹ vẫn chưa biên chế dòng vũ khí có thể bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Ông cũng nhận định Nga hiện có các tên lửa hành trình uy lực hơn vũ khí tương đương của Mỹ. Ngoài ra, ông Putin nói rằng, trong học thuyết của Mỹ, nước này không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trước, ông nói. Nếu đối thủ tiềm tàng tin rằng họ có thể sử dụng học thuyết về một cuộc tấn công phủ đầu còn chúng ta thì không, điều đó khiến chúng ta phải suy nghĩ về những mối đe dọa do những ý tưởng đó gây ra đối với vị thế phòng thủ của các quốc gia khác. Áp dẫn nguồn tin trong chính phủ Mỹ cho biết, Washington dường như xem phát biểu của ông Putin là lời cảnh báo. Nguồn tin này lưu ý rằng học thuyết quân sự của Nga từ lâu đã tuyên bố rằng Moscow có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trước để đáp trả hành vi gây hấn quân sự quy mô lớn.